Và tiếp theo mình sẽ sử dụng màu đỏ để mình tô cái phần trong bên miệng của bạn Suka. Mình sẽ sử dụng màu nâu để mình tô ở phần trên khoang miệng nha, trong miệng ấy. Ok. Và tiếp theo mình sẽ sử dụng màu hồng đậm để mình tô cho chiếc áo của bạn là Suka nha các bạn. Cái phần ấy, cái phần ấy con, cái phần than ấy. Được chưa? Nào được chưa con thử bán xem. Tiếp theo mình sẽ tô đến phần ống tay nha các bạn. Nam ơi, Nam, Nam máy điện thoại vào đây. Ok, mình đã tô xong cái áo của bạn Suka và mình lại sử dụng màu hồng để mình tô cái phần. Như vậy là mình đã tô xong cả bạn Suka rồi các bạn. Thì tiếp theo mình sẽ tô đến bạn bạn Nobita nha. Thì mình lại sử dụng màu đen để mình tô cái mái tóc của bạn Nobita.
quên được thời gian chờ về phút thôi thôi. Ok, mình đã tô xong mái tóc của bạn Nobita. Và tiếp theo mình sử dụng màu hồng để mình tô cái phần da của bạn Nobita. Bây giờ là về với vừa ngủ với các bạn. Mình sẽ tô luôn cái phần tay của bạn Nobita, bạn ấy đang bám vào cái thành của chiếc cỗ máy thời gian.
Ok, và tiếp theo mình sẽ sử dụng màu vàng để mình tô cái phần cổ áo của bạn Nobita. Ok, và tiếp theo mình sẽ sử dụng một màu vàng đậm này nha các bạn. Đây mình sẽ sử dụng màu vàng đậm này để mình tô cái áo của bạn Nobita nha. Mình sẽ sử dụng màu vàng cam này để mình tô đè lên một chút. Ok. Tiếp theo mình sẽ tô đến bạn là Sugi nha các bạn. Thì mình lại sử dụng màu đen để mình tô cái mái tóc của bạn Sugi. Bạn Sugi, bạn có một mái tóc như cả Suku. Nó nhọn hoắt lên trên. Ok. Tiếp theo mình sẽ sử dụng màu hồng để mình tô cái da của bạn Suka.
Ok. Và tiếp theo mình sẽ sử dụng màu đỏ để mình tô cái lưỡi của bạn Suvi nha. Và tiếp theo mình sử dụng màu nâu để mình tô cái trong cái vòm họng của bạn Suvi này. Và tiếp theo mình sẽ tô đến cái áo của bạn Suvi nha. Bạn Suvi mặc một chiếc áo màu tím đậm. Mình sẽ sử dụng màu tím đậm bên bụi bút màu Doraemon mình tô. Ok, mình lại sử dụng cái màu tím bên bộ bút màu thông minh để mình phối nha. Màu tím đâu ta? Màu này, màu tím này. Đây nha các bạn. Mình nhầm màu tím ấy, màu tím này, màu tím. Mình nhầm màu tím một chút nha, không sao nha các bạn. Ok. Và mình sẽ lại sử dụng màu hồng nhạt để mình tô lốt cái tay của bạn là Suvi. Ok, tiếp theo mình sẽ tô sao? Làm sao đây? Hả? Tiếp theo mình sẽ tô đến bạn Doraemon nha các bạn. Thì bạn Doraemon là bạn ấy lại mặc bạn ấy mặc cái chiếc dĩ nhiên là một chiếc một bộ lông màu xanh. Sao mà đã xong được nhanh thế? Mẹ ơi, đi dọn rồi á? Đi dọn rồi á? Tối. Thế à? Tối nghỉ quay video. Về gửi cho nó được chưa? Hả? Để nó trả lời chứ. Nó trả lời rồi. Mẹ ơi, tối nay. Hải cũng vừa quay được nửa tiếng rồi. Hải, mẹ ơi,
lúc mà em biết mình trả lời, nhưng mà mẹ ơi tới lúc đấy chứ quên không cần định phải sao. Nó bảo là cái này ấy là em không muốn chưa là không được đưa dài từ cái lúc nào thì được thế mẹ. Xong rồi đọc hỏi nhiều, nó bảo là chị ơi không có iPhone dùng Oppo thì nó không được đẹp, nhưng mà nó bảo là Oppo cũng được miễn là làm được chị à. Thế thế chị mua iPhone bao nhiêu không? Mẹ ơi. Thế chị mua mẹ. iPhone làm là iPhone cũng bằng tiền Oppo mà. Mẹ ơi. Vừa nãy con chỉ ăn bằng đây thôi mà anh đã không nổi. Mẹ mà nghe tiếng cãi nhau nữa tiếng lại ra mẹ cho mỗi thằng một trận. Vì bị vừa bị mụn trấn xong. Mẹ dọn cơm hàu tận mồm. Sao lâu nữa thì hơi dài. Nó hỏi luôn là lâu dài được không? Ai hỏi? Không, nó tự nhắn. Tìm ai hỏi? Về đấy nó mới lại hỏi lên nhắn tin bao nhiêu. Cái điên lên nó nói. Ừ. Và thẳng xa lúc đấy mình đang dọn đến hè ấy. Thế nó ở đấy mới tin là mình thông tin chẳng nói gì. Có định thế sao mình chưa trang điểm ấy. Nó sẽ được đám cưới. Xong rồi tự nhiên cũng đang mình đang không hỏi đâu, tự nhiên khắc mày xem ấy, mẹ thở ấy, mẹ nói như thế đấy. Xong rồi cháu thật với bà nhé, bà quá nóng, bà nóng quá đi, cũng như thế thôi mà bà cũng cãi nhau làm cái gì. Khiến cháu phải ở gần nhau ấy, gần nãy nào nhau nhiều chứ bà cứ nóng quá rồi thôi nóng cái gì nó có thể không nên dùng kẻ lẻ các kiểu như thế này chị. Tao ở đây tao còn không thể không còn biết điều, không còn rửa sân cho xong rồi á, dạn rửa túi bóng á, bay phứ ra đây á, tao cũng quét son, tao còn biết cho ai bày nhà nó đi vắng thì ai bày xong mà cứ đây nghĩ đi đây nghĩ lại. Tao nói thật với mày, ai ở nông thôn này ai làm nhà cái nhà ấy cửa ai cũng phải nhờ nhau. Bố mẹ nó ngày xưa cũng phải nhờ nhà tao bao nhiêu salon, nói sao mà nó nghĩ trước. Mình nghĩ mình ngày xưa biết nhờ nó cái gì nhà bà ấy. Sinh nữa còn chẳng chó đấy, mình còn nhớ cái thật ngày xưa thật nhà bà đỡ chẳng bao giờ làm nhà có nhờ cái gì mình, ông cũng để nhờ cái gì mình. Nói thì dùng nói đi nói lại mình chỉ nghĩ mình cãi mình thôi, mình cãi rồi lại làm chuyện này bức mình ở trong đấy trong cuộc đời phòng anh ấp ấp bằng ngoài ấy. Mình bảo là mình xong mình bảo cho thật với bà nhé, chị cũng không nói cái gì đâu, chị cũng có nói gì là tại bà ấy, bà điện cho chị nhưng bà lại nhắc đến đi bảo là nhà ta làm cái nhà cái cửa mới phải nhờ đến nhà mày, nhưng thực ra bọn cháu cũng nghĩ gì đến đi bảo là ừ thì làm nhà làm cửa thì nhờ nhau đúng không, nhưng mà bọn cháu chị tưởng chị cũng không nói cái gì đấy là vấn đề bà để đồ sang đâu, bà chị chỉ nói một vấn đề là cái tôn này thôi chứ chị cũng có nói cái gì đâu, mà tự nhiên bà cứ nuôi cái bỏ làm nhà làm cửa ra như thế thì chị mới chắc chị thì chị mới nhắc lại anh xong là đấy đấy tao ở ngoài là biết điều tuyệt đấy đó đi xem tí nhưng mà mẹ ơi, ơi. Đấy con chỉ cần cây dặm mà cái sườn thôi mà anh ấy cũng nói. Ôi giời ơi. Ok, và tiếp theo mình sẽ sử dụng màu cam để mình tô cái lưỡi của bạn là Doraemon nha các bạn. Thế mình sẽ sử dụng màu đỏ để mình tô cái phần khoang miệng của bạn Doraemon.
ok, và mình sẽ sử dụng màu cam với bộ bút màu Doraemon để mình phối một chút vào cái phần lưỡi của bạn Doraemon cho nó đậm nha các bạn. Ok, tiếp theo mình sử dụng màu vàng nhạt để mình tô cái cỗ máy thời gian của các bạn Doraemon với lại Lolita, cái thứ đang ngồi trên cái cỗ máy thời gian các bạn ạ. Ok, như vậy là trong bức tranh, trong video này mình đã hoàn thiện được bức tranh của các bạn trong nhóm Nobita, Doraemon nha các bạn. Các bạn ấy đang ngồi trên cỗ máy thời gian đây nha. Và đây là bức tranh mình đã tô màu được trong video ngày hôm nay nha. Ok, như vậy là video của mình đến đây là kết thúc. Mình chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Giờ mình sẽ chuyển sang tô cái bánh cánh bên phải nha. Từ cái này mà con làm được một vòng tay nữa mẹ, nhưng mà không có keo. Con thử làm được 10 cái này thôi.
Ok các bạn. Và mình đã tô xong hai cái vành cánh rồi. Tiếp theo mình sẽ sử dụng màu vàng. Màu vàng này là màu vàng, vàng nhạt các bạn ạ. Thì mình sẽ sử dụng màu vàng nhạt này để mình tô cho cái phần cánh nha, là màng cánh ấy. Mình tô cả cái phần màng tai. À, cái phần màng tai thì có màu vàng này các bạn ạ. Còn cái phần màng của cái cánh thì có màu cam cơ. Ok, tiếp theo mình sẽ sử dụng màu cam để mình tô cái phần màng của cái cánh nha. Mình đã tô xong được cái màng cánh phía bên phải rồi. Tiếp theo mình sẽ tô sang cái màng cánh phía bên trái nha. Ok các bạn nha, mình đã tô xong hai cánh và hai bên tai rồi. Và tiếp theo mình sẽ sử dụng màu hồng tiếp để mình tô cho cái phần cổ và phần lưng, phần chân nha. Mình còn quên, mình chưa tô. Tô đá. Mình tô cái phần mũi. Mồm. Trong đây nó có cái hình, nhưng trong đây nó có. Ok nha các bạn, và bây giờ mình sẽ tô xuống phần cổ.
mình đang tô xuống cái phần mông nha các bạn, cái phần mông và phần đùi của con khủng long ấy. Và bây giờ mình sẽ tô xuống cái phần chân trước, phần trước phần chân trước phía bên trái. Mình đã tô xong cái phần chân trước rồi các bạn ạ. Và tiếp theo mình sẽ tô xuống cái phần chân phía bên phải nha. Và mình đã tô xong cái phần hai chân trước rồi. Tiếp theo mình sẽ tô đến cái phần chân sau. Mình vẫn sử dụng cái màu hồng này nha các bạn. Mình đun lại cái canh rau ở trong tủ ấy, ăn cơm. Như vậy là mình đã tô xong cái phần màu hồng ở da của bạn khủng long rồi.
Tiếp theo mình sử dụng màu đen để mình tô những cái đốm ở phía lưng khủng long nha. Ok, và tiếp theo mình sẽ sử dụng màu vàng nhạt để mình tô cái phần bụng. Mình sẽ sử dụng màu vàng nhạt này nha các bạn. Cái phần bụng của khủng long nó có những cái hình tròn tròn. Tiếng còi xe gì mà to ấm ỉ cả lên nhé. Xe của ai đấy? Làm mà tô màu mà cứ xe cổ kiểu này không biết này. Mình đã tô xong cái phần bụng rồi nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ tô đến cái phần bụng dưới và phần đuôi. Mình còn sót thêm một cái màu hồng ở phần cánh của cái khủng long nữa các bạn ạ. Cái phần cái khung cánh thì mình bỏ sót lại. Ok. Và tiếp theo mình sẽ tô đến cái phần mỏm đá nha các bạn. Cái phần mỏm đá này sao nó lại có cái màu tím tím này, xong lại xanh xanh này nữa các bạn ạ. Mình sẽ phải sử dụng màu nào cho phù hợp để được các bạn. Mình sẽ thử sử dụng cái màu tím này nha. Cái phần này thì mình sẽ tô ở cái phần hình tròn này. Tí sau mình sẽ phối nha các bạn, phối màu cho nó mịn màu, mờ màu hơn một chút. Tôi xong con rồng á. Tôi xong rồi. Và tiếp theo mình sẽ sử dụng một màu tím ở bên bộ bút màu bộ bút màu thông minh để mình mix nha.
Ok, và tiếp theo mình sẽ sử dụng màu đen để mình tô cái phần bên trong này nó mờ mờ một chút, sau đó còn ở bên trong này mình sẽ tô màu đen đậm hơn nha. Và bên trong cái phần màu đen này thì mình sẽ vẫn tô màu đen nhưng nó sẽ đậm hơn nha. Mình sẽ tô đậm hơn cái màu đen vừa nãy mình tô ấy. Mình tô đậm thì mình sẽ tô đậm tay lên một chút là được các bạn ạ. Chút rồi các bạn. Nói chung là cái phần đá này thì mình thấy màu nó không được, mình tí nữa mình sẽ thử phối thêm một chút cái màu này vào xem là có ra cái màu xanh xanh không. À mình còn quên chưa tô cái phần móng móng chân ấy. Móng chân của con khủng long này thì màu này mình cho màu xám nha. Là mình sẽ tô đến cái phần lá tiếp nha. Đứa nào mở nhạc đấy? Hả? Mở bé. Ẩm ở ngoài đấy. Ok các bạn ạ, sắp xong, mình đã sắp tô xong cái phần đá rồi đấy.
ok, mình sẽ lại sử dụng màu xanh để mình phối lên một chút. Ok nha các bạn. Và tiếp theo mình sẽ sử dụng màu xanh lá để mình tô những chiếc lá và những bông hoa nha. Mình sẽ tô đến cái phần cái lá đầu tiên đã. Một cái lá đầu tiên đã xong rồi nha các bạn. Tiếp theo đến cái lá thứ hai. Nam ơi, Nam, cơm trước đi. Mình đã tô xong hai chiếc lá rồi các bạn ạ. Tiếp theo mình sẽ tô đến cái lá thứ ba. Mình đã tô xong cái chòm lá bên trái rồi các bạn ạ. Tiếp theo mình sẽ tô sang cái chòm lá bên phía đằng trước cái cục đá này nha. Ok, và mình sẽ sử dụng màu xanh đậm để mình tô hai cái phần lá này nó có màu đậm nha các bạn. Đây là hai cái phần lá xoăn xoăn. Ok, tiếp theo mình tô lốt hai cái lá nữa nha các bạn. Ok, tiếp theo mình sử dụng màu vàng để mình tô những bông hoa màu vàng nha. Và những cả những chấm chấm bi bi ở bên ngoài cũng có màu vàng các bạn ạ.
Và tiếp theo mình sử dụng màu đỏ để mình tô cái nhụy của bông hoa, có hai cái nhụy hoa ấy. Cuối cùng mình sẽ sử dụng màu nâu để mình